Đoạn video vô tình làm rõ sự thật của người đàn ông giả tật nguyền ngồi trên xe lăn. Một người đi xe máy đang tiến đến gần người đàn ông ngồi trên xe lăn. Sau khi chiếc xe máy lao thẳng đến như bị mất phanh, vì tình huống quá bất ngờ, người đàn ông đang di chuyển bằng xe lăn, không biết xử lý ra sao nên đã đứng chạy để giữ tính mạng. Hóa ra đôi chân của anh ấy vẫn bình thường và còn chạy rất nhanh nữa. Ha ha, lộ rồi nhé anh trai. Đù, đến con lợn còn sứng hơn cả mình anh em ạ. Mình thì đi làm còng hết cả lưng, bọn nó thì được install cái mô mình hồ bơi rồi cầu trượt các kiểu. Mẹ nó chứ, còn gì cay hơn. Một dẫn chứng cho thấy sự ảo ma Canada của hậu Covid các bác ạ. À, trường hợp này tôi cũng không biết nên giải thích như nào. Một là hậu Covid, hai là chơi đá quá 180 phút đấy. Ảo thật sự. Ơ kìa ông anh, thế xe mình hay xe tỉa được của ai mà không nhận ra luôn thế. Vô tri thì mình cũng vô tri có mức độ thôi chứ. Vô tri không lối thoái như này thì ai mà độ cho nổi. Mũ bảo hiểm của mình cũng không nhìn ra. Tôi cũng đến ạ với bác luôn. Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc đào Nghệ An. Hãy ném em cây điếu cày, anh cho em xin que diêm que đóm với cốc nước để ham phê. Anh đỡ em cái nghệ, cho em xin xin anh bình nước anh nhé. Anh hãy bật lửa chấm cho em, bật lửa và chấm cho em anh nhé. Khi mới ra đường đã gặp ngay kỳ phùng địch thủ. Chọn ngày không bằng gặp ngay. Hôm nay mình solo luôn một trận cho nó máu nha. Có gì đâu mà phải sầu. Không thâu này thì mình có thâu khác. Trên đời này đâu chỉ có duy nhất một mình mày là thâu. Á đù, gì đấy? Hẹn nhau đội nón ra đi cả đấy à. Vốn rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm sau đó sầu hồng. Anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn ấm thương, em đành quên cả xa em. Khó, đây là cao nhất cao nhất à, cao nhất à. Ai ơi mà, đây là sao? Lỡ đi nhậu về hơi khuya nên bị vợ đá ra khỏi nhà bị lai, đúng là đời lấy vợ như đánh một canh bạc. Được ăn cả ngã ngủ ngoài đường. Còn nỗi đau nào nhói hơn nỗi đau có nhà mà không thể về. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Bởi vì anh vô tâm, cứ điều đơn giản lắm. Trong môi em anh cũng tắt nụ cười. Một pha xử lý nhanh gọn, không một động tác thừa. Một lời khen dành cho sự nhiệt tình của anh. Như này mà không bị đấm cho mấy nhát thì hơi bị phí của giờ đấy nhỉ. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ông nào bảo đẻ con gái cho Thùy Mỹ nến nè thì mời ra đây nói chuyện.
Nhìn như này ai mà dám bảo là thùy mị, có thua kém ông nào về độ chơi liệu đâu. Quá là chết chơi người dơ luôn. Một khi đam mê bốc đầu đã ngấm vào sâu thẳm tâm hồn thì dù là xe đạp chị vẫn cứ bóng ngon lành nha các em. Nhiều khi cũng không muốn đổ lỗi tại số phận đâu, nhưng mà số phận đưa đẩy mình xuôi thật. Ăn ở cũng tốt lắm mà sao Sukana thấy không biết, rất là bức xúc rồi đấy nha. Á chà chà, anh bạn vừa mới tậu được quả xe chất thế nhờ. Cho tôi sợ chút xem nó có mướn như quảng cáo không nha. Á đụ, tôi thề là tôi chưa kịp làm gì luôn bác ạ. À, cái xe nó gà tôi đấy. Rất là có tay nghề, đúng là dân chuyên nghiệp. Cắp đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Ai bảo ngu như bò thì nên xem lại, chưa biết ai giòn hơn ai đâu. Chắc gì đã nhanh nhẹn hơn em nó mà bày đặt đánh giá. Khi bạn là cán bộ y tế tham gia chống dịch, nhưng hình như ông tài xế lại muốn chống lại bạn. Ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, không kịp trở tay luôn mà. Ái chà chà, nét đấy, không một động tác thừa luôn. Một cú thua bạc vào lòng đất. À nhầm, lòng nước. Bơi cứ nhiều ra cá thế này thì sợ gì bố con thằng nào. Rất là uy tín luôn ạ. Nuôi mèo cho đỡ xì chét. Có nơi bầu bạn tâm sự mà mèo mình nuôi nó lạ lắm. Thiếu nước đuổi mình ra khỏi nhà nữa thôi là đủ cơm bồ trầm cảm. Nhiều khi không biết trong gia đình này ai mới là trụ cột kinh tế nữa. Mất niềm tin vào cuộc sống quá rồi. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.